Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay. Trận tranh vô địch đồng đội toàn quốc, cờ nhanh 15 phút cộng 10 giây. Trận này vừa diễn ra hôm qua ngày 4 tháng 4 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Tây Độc, Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, quốc tế đại sư, Trần Chánh Tâm. Cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
chuyên. Trang chuyên. Chơi đến đây, Trần Chánh Tâm buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này kiện tướng quốc gia, Nguyễn Quang Nhật cầm đỏ đi tiên. Quốc tế đại sư, Nguyễn Minh Nhật Quang cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
Chăng chuyên. Chơi đến đây sát cục, Nguyễn Quang Nhật buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván cuối. Nguyễn Hữu Bình, cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo, cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem. Chăng chuyên.
Chơi đến đây, mất xe, Trần Hữu Bình, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.